Chào em nhé, em tên là gì? Em là Lương Hà. Em đang học lớp nào nhỉ? Hiện tại thì em đang học ở lớp 1020. Ok, em cho chị hỏi một chút về cảm nhận của mình khi mà học tại ECOP nhé. Học ở ECOP thì em thấy khá là dễ hiểu. Mà nói chung là dễ hiểu thật chị ạ. Tại vì có hẳn đến hai giáo viên vậy. Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam. Anh giáo viên Việt Nam này đẹp trai lắm. Vừa đẹp trai và vui tính nữa. Vui tính nhưng mà cũng không đến nỗi dễ dãi đâu. Anh cũng nghiêm khắc. Nghiêm khắc nhưng cũng dễ tính. Tại vì anh cũng có đùa. Nói chung là anh ấy rất là hài hước. Còn giáo viên nước ngoài thì cũng là dễ tính. Nói chuyện dễ hiểu, dễ nghe dùng những câu từ rất là đơn giản, không quá cầu kỳ để cho học sinh Việt có thể hiểu được. Và nói chung là giáo viên ở ECOP mình thì rất là tận tâm luôn. Ok, còn về phương pháp học thì sao? Phương pháp học ở đây chủ yếu là em sẽ được nghe và được nói. Em được nói chuyện với cả giáo viên nước ngoài, nói những cái câu từ ví dụ như là em sai ở đâu ấy thì người ta có thể sửa luôn cho em. Em còn mang vướng ở đâu người ta cũng có thể sửa luôn. Và nói chuyện với người nước ngoài thân thiện và vui tính lắm chị. Nhiều lúc không hiểu thì giáo viên Việt cũng có thể thông dịch cho mình. Ok, thế là phương pháp học ở đây thì nó khá phù hợp với em đúng không? Vâng. Ok, cảm ơn em nhé. Cảm ơn em rất là nhiều.